mình ấy. Sướng à? Sướng, nó tính đồng bóng. Tức là như bà Thoa bà rất dễ tính, nhưng mà tính là bà cũng lại đồng bóng, bà chỉ hay nói thì giá như người ta mẹ đã bảo mày cứ không phải nịnh bà, mà mày cứ nịnh bà đi thì mày sung sướng. Tính bà dễ, tao biết tao không biết, nhưng nó lại không chịu. Ông người ta thì bố có biết gì đâu, cứ nhà thì tôi